Kính thưa đồng bào quý mến, đây là hình ảnh Thiên Chúa Giêsu hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Đây là hình màu gốc. Và đây là hình chúng tôi làm màu đậm hơn để cho đồng bào bá tánh xem xét chi tiết rõ ràng hơn. Kính thưa đồng bào, và đây là hình ảnh nhiều linh hồn bị thiêu đốt lửa nóng nhiều ngàn độ vô cùng khủng khiếp đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo nhân loại. Và đây là hình ảnh quỷ Sa-tăng hiện ra trên mây để cảnh báo nhân loại. Đây là hình màu gốc rất rõ ràng. Kính thưa đồng bào quý mến, và nhiều hình ảnh vĩ đại mà Thượng Đế đã cho tỏ hiện ra để hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Và đây là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra. Tất cả những hình ảnh này đồng bào có thể thỉnh trên địa chỉ trên màn hình để phụ giúp chúng tôi có ngân sách làm việc thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho nhân loại được biết. Thỉnh những hình ảnh này và CD nhạc tĩnh tâm, đó là phương pháp tốt nhất để phụ giúp chúng tôi có đầy đủ ngân sách làm việc. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương rất là quý mến của chúng ta.